Vâng, xin kính chào quý khách hàng, quý nhà đầu tư và quý vị khán giả đang theo dõi video qua kênh YouTube chuyên tư vấn đầu tư của Tú. Chúng ta đang có mặt tại khu phố Đầm Xanh thuộc khu dân cư Kho Bạc. Chúng ta đang có mặt tại khu dân cư Kho Bạc đấy. Khu vực này thì giá trị bất động sản đã tăng tương đối đều, cũng như là giữ giá được rất tốt trong những năm gần đây. Lượng dân cư ở đây đông và giá trị cho một mét vuông đất ở khu vực này khoảng độ trên 20 triệu một mét. Với trục này thì giá trị sẽ cao hơn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi xem một ngôi nhà, một căn mà anh em hay giao bán gọi là căn góc, có 3 mặt tiền, với diện tích 113 mét vuông, các hướng là đông nam và đông bắc. Và lô đất này thì nằm ở ngay cổng trường Nguyễn Trãi thôi. Chúng ta có hai đường có thể đi vào. Thẳng đường này chúng ta đi thì sẽ ra đến là đường Phan Đình Phùng. Còn cái đường mà chúng ta vừa từ đằng xa kia chúng ta đi vào ấy, thì đó là cái đường Minh Cầu hay là đường Cách Mạng Tháng 8 đi vào được. Đây là ngôi nhà chúng ta, ngôi nhà màu vàng này, có diện tích 113 mét vuông. Tú sẽ đỗ xe lại và quay tổng thể ngôi nhà cho các anh chị cùng xem. Căn nhà này thì tương đối mới. Cũng khá đẹp, vị trí tương đối đẹp. Vị trí này cũng có thể gọi là vị trí giữa trung tâm thành phố rồi. Một cái ngôi nhà mà cái view rất là thoáng, nó nhìn về cái sân bóng Nguyễn Trãi. Phía này thì tòa chung cư của ông Cai Hoa xây lên. Thì bây giờ chúng ta sẽ ra đến kia, chính là cái đường Phan Đình Phùng. Vị trí của ngôi nhà chúng ta cùng xem hôm nay là một cái vị trí rất là đẹp và cũng có thể sử dụng để kinh doanh nếu gia đình nào có nhu cầu. Đây là mặt đường Phan Đình Phùng ạ. Và video chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Các anh chị mua có nhu cầu mua ngôi nhà này thì có thể liên hệ với Tú qua số điện thoại ở dưới bài. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Hy vọng là video này sẽ hữu ích cho các anh chị. Xin chào. I'm